Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em khui thùng cho tất cả các bác cùng xem mẫu bát 40 giờ xếp hàng đập hộp nhé. Con này có mã là 15B400. Cái mẫu này của nó thì các bác sẽ chuyên dòng sự kiện là đánh tiếng bát rất là khỏe. Và sẽ ưu tiên anh em để làm súp hơi. Thì anh em nào có nhu cầu mà lấy một cái thì em sẽ bán lẻ cho anh em một cái để làm súp hơi. Thì hôm nay trong cái video ngày hôm nay thì em cũng thông báo hàng về 40 giờ xếp cùng 100 đầu hàng đầu năm về rất là nhiều. Đây các bác cùng xem mẫu này. Phủ từ là 220 cô 100. Đít bát của nó có đôi 4, 6 cái đốt để tạo khí toàn nhiệt. Đít gù viền xanh. Và các bác cùng xem mẫu ngày hôm nay nhá. Hàng nhập khẩu nguyên thùng 15L15B400. Con này là hàng nhập khẩu nhà máy Trung Quốc. Và hàng từ dày bích dày. Các bác nhìn này, cái viên từ nó rất là dày nhá. Đối với dòng giờ xếp thì anh em lưu ý, trên thị trường có rất là nhiều các loại mà từ nó mỏng, trông nó điêu thì tiếng nó sẽ không được hay, nó không được khỏe. Đây các bác nhìn nhá, từ 220 100, viên từ rất là to luôn. Từ 220 100. Thì hôm nay thì trong cái video ngày hôm nay thì em cũng là làm một video để thông báo hàng về. Con này màng xếp ly và gân vải tẩm dầu nó 3 cân. Đấy, đây là bát 40 của giờ xếp. Một đôi bát 40 này, nếu như anh em có nhu cầu, hôm nay hàng về nhá, nô mới tinh luôn, thì là 2,5 triệu 50 một đôi, bao ship toàn quốc. Bát 40 giờ xếp từ 220, côn của nó là 100 các bác nhá. Và các bác có nhu cầu đến bát 40 giờ xếp lấy lẻ một cái, 1,3 triệu em bao ship, gửi qua đường bưu điện, nhận hàng kiểu nhà thanh toán, về để làm súp hơi nhá. 800W, 700W có thể đánh được cái bát này nhá.